Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cắt dán chú công từ bàn tay của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm của mình nhé. Vẽ những cái hình giống như hình giọt nước ở phía trên này. Sau đó mình cắt cái hình của mình vừa vẽ ra. Mình sẽ cắt theo cái nét vẽ của mình như thế này nha. Tiếp theo các bạn dùng giấy thủ công màu xanh nước biển. Ở trên đây thì mình vẽ những cái hình tròn nhỏ. Bây giờ mình sẽ cắt các cái hình tròn này ra. Các bạn dùng súng bắn keo, mình gắn những cái hình tròn màu xanh nước biển này vào với các cái đốm lông màu vàng. Mình sẽ thao tác như vậy cho đến khi gắn tạo hình cho toàn bộ các cái đốm lông còn lại. Sau khi gắn tạo hình cho các cái họa tiết đốm lông này thì chúng ta sẽ gắn các cái đốm lông vào với cái phần lông đuôi của chú công nhé. Bây giờ mình sẽ gắn các cái họa tiết lông đuôi này vào với cái phần đuôi màu xanh lá cây của chú công. Tiếp tục, mình gắn các cái điểm keo ở phía dưới này. Sau đó các bạn tiếp tục đặt các cái họa tiết lông đuôi vào với cái phần keo dán của mình. Các bạn cũng có thể sáng tạo các cái màu sắc khác cho cái lông đuôi của chú công. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng cái giấy thủ công màu cam. Các bạn cắt một cái hình tam giác. Sau đó mình cắt những cái sợi giấy nhỏ bám sát theo cái hình tam giác này. Mình gắn cái hình này lên trên đỉnh đầu của chú công. Và vẫn trên cái giấy thủ công
Màu cam này các bạn cắt một hình tam giác nhỏ. Mình làm cái mỏ cho chiếu công của mình. Chiếu công của mình đã khá là tương đối hoàn thiện như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng thêm cái bút mực màu đen. Mình vẽ cái mắt ở phía trên cái khuôn mặt này. Và tạo hình một chút cái đốm lông ở dưới cổ. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta có một cái hình chiếu công được mình cắt dán tạo hình từ bàn tay rất là độc đáo như thế này. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để sáng tạo những cái hình cắt dán bằng giấy thủ công nhiều màu sắc khác nhau nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.